Hello mấy chị, hello cả nhà mình. Các chị ơi, buổi chiều vào Đông Đông cùng với em Ngọc nha. Hôm nay thì em Ngọc và Phượng Ngân sẽ lên cho các chị những cái siêu phẩm hot hit cho cả nhà mình. Nên là các chị, dạ rồi em chào chị Út Gừng Đạn nè, hello tất cả các chị. Rồi mọi người vào like chấm cho em Ngọc xin một cái dấu chấm tương tác comment nha. Nhớ chấm bài để em thấy tín hiệu của mình các chị, để tránh cái trường hợp bị ẩn tương tác comment đấy cả nhà. Nên là các chị vào like cho em xin một chấm thôi cũng được nữa, thả cho em một trái tim thôi để em thấy em gửi lời chào đến tất cả các chị đẹp nhà mình nha. Vào like rồi các chị chấm cho em xin một chấm cả nhà ơi. Chiều này lên cho các chị siêu phẩm mới nha các chị. Em lên cho mình buổi chiều này là siêu phẩm mới cho các chị. Và em nghĩ rằng là với họa tiết thiết kế này các chị sẽ mê. Rồi em chào chị Lan Ngọc, chào chị Thủy Cao, hello tất cả các chị. Vào like đông đông giùm em nha. Em hy vọng rằng là buổi chiều này chúng ta sẽ nán lại like thật là lâu, đồng hành cùng với em Ngọc và Phượng Ngân. Dạ rồi, em cảm ơn chị Út nè. Em thấy chị Ly Định, chị Hiền Phạm, hello tất cả nhà mình. Rồi 277 chị em đang xem like. Mỗi chị vào chấm cho em xin một chấm thôi nha các chị ơi. Em chào chị Tâm Vũ, hello cả nhà mình. Rồi các chị vào like, đẹp quá. Rồi cảm ơn Phượng Ngân. Rồi các chị chấm cho em xin một chấm thôi cũng được nữa. Em chào chị Tâm Vũ, chào chị Bảy Tuấn, hello cả nhà mình. Rồi các chị ơi, bây giờ các chị vào rồi thấy em Ngọc rồi đúng không? Bây giờ cho em số 1. Em lên cho các chị một cái siêu phẩm này luôn để tránh mất thời gian của mình nha. Dạ rồi, em Ngọc chào chị Đỗ Hương, chị Mai Phượng, hello các chị. Buổi chiều ngày hôm nay bứt phá giùm em nha mọi người nha. Buổi chiều ngày hôm nay các chị nắng lại là thật là lâu, tại vì em lên cho các chị nhiều mã siêu phẩm đẹp. Em Ngọc lên rồi, Phượng Ngân cũng lên nha các chị ha. Em chào chị Nguyễn Thị Thu Đông, hello chị nhà mình nè. Rồi ok, bây giờ em sẽ lên cho các chị mã sản phẩm này luôn đi mọi người. 325 chị em đang xem like rồi nè. Mình giữ like cùng đồng hành với em nha các chị ha. Giữ like đồng hành cùng với em, nếu có thể thì cho em xin những cái feedback. Mình nhận hàng bên em rồi, cảm thấy như thế nào các chị, cho em xin một feedback thôi cũng được nữa cả nhà. Em chào chị Nguyễn Hằng, chị Huỳnh em thấy mình rồi nè. Em chào chị Yến Thị Hoàng, hello tất cả các chị. Rồi ok, đứng lên cho các chị xem phong dáng mã sản phẩm này cùng em nha. Bộ sưu tập mới của chúng em các chị ơi. Ai đứng lên cho mọi người. Dạ em chào chị Ánh Tuyết. Rồi mọi người, đấy phong dáng đầu mới bên em các chị thấy như thế nào ạ? Màu rất là xinh, màu cực kỳ đẹp mắt cho các chị. Đây là một cái phiên bản mới nhất của nhà em luôn. Các chị thấy họa tiết thiết kế như thế nào cả nhà? Phong dáng thiết kế như thế nào? Mình nở lại cho em xin một cái feedback cái đầu này các chị thấy ưng không cả nhà ơi? Mình cho em xin một cái feedback về cái em đầu này nha. Em chào chị Bích Tuyền, chị Thủy Nguyễn, em xin chào tất cả các chị vừa mới vô like. Các chị bây giờ cho em xin một cái feedback mình cảm nhận về cái em đồng này như thế nào các chị ơi. Riêng em thì em thấy là cái bộ sưu tập này của mình rất là lạ như cả nhà. Chiều nay em lên cho các chị cái mã sản phẩm này thật sự nó quá đẹp nhá. Cái phông dáng thiết kế cho mọi người nè. Đó, em làm cho các chị sẽ là tuần A xòe nhẹ như thế này đây. Và các chị cái họa tiết này phải nói cực kỳ đẹp. Khi mà em tiến xa màn hình các chị có thấy cái vân vải không? Các chị thấy cái vân vải của nó rất là lạ. Em làm họa tiết chấm bi, mà chấm bi cho mình á, trên cái nền vải của mình nó sẽ có những cái vết nhòe các chị, gọi là vải, gọi là loang, loang màu cho mọi người. Nhưng mà em làm cho các chị một cái cách loang rất là tinh tế, đó chính là màu xanh và phối với màu đen dùm cho em nhé. Màu đen này sẽ là đen sóng xanh, các chị lên phông cực kỳ xinh cho mã sản phẩm này luôn. Rồi các chị mình vào like chấm bài cho em nha, để em thấy tín hiệu của mình nha cả nhà ơi. Chị nào mới vô like cho em xin một cái dấu chấm tương tác comment, gửi cho em một lời chào cũng được nữa, để em thấy em chào mình nha cả nhà ơi. Cho em xin một cái feedback về những cái mã sản phẩm ngày hôm nay nha mọi người. Dạ em chào chị Vương Ngọc Sương, một người khách quen mà ngày nào em cũng thấy tên của chị nè. Dạ rồi ok, chào chị Nguyễn Hương, váy đẹp quá, váy này rất là xinh nha, bộ sưu tập mới. Hôm nay là em may mắn lên cho các chị một cái mã sản phẩm mới mà em rất là ưng nha các chị. Các chị thấy là em mỗi lần mà lên được một cái mã sản phẩm mà cảm thấy là mình ưng ý, em rất là vui luôn. Em chào chị Nguyễn Thị Trà Giang, hello cả nhà mình. Rồi các chị rất đẹp, cảm ơn chị Trang Lương phân xin các chị. Cái mã sản phẩm này mang gọn dáng lắm luôn các chị ạ. Mã sản phẩm này vừa đi tiệc được, vừa đi làm được và vừa mang thường nhật được giùm em. Tại vì các chị nhìn giùm em cái họa tiết nè cả nhà, đẹp ha. Zoom lên mới thấy cái sản phẩm này của mình nó đẹp các chị. Màu này em làm cho các chị cái màu rất là sang mọi người. Màu này em làm cho các chị đó chính là màu xanh xám ghi đen. Các chị nghe cái màu nó lạ không? Em đọc nghe cái tên mà nó cũng hơi gọi là hơi dài một tí á, theo em cảm nhận á thì nó sẽ là màu xanh xám ghi ghi đen một xíu cho mọi người. Đây là lên form rất là đẹp, các chị nhìn từng cái vân vải giùm em nè. Họa tiết cho các chị, họa tiết ẩn và họa tiết hiện trên nền vải rất là đẹp. Mã sản phẩm này em cung cấp mã cho các chị, phải chốt đơn cùng em mã sản phẩm này rồi các chị.
ưng ý là phải chốt liền cùng em nha. Mã mới thì sẽ còn đầy đủ size cho các chị, ok chưa? Hôm nay các chị tranh thủ luôn chứ bữa sau lẽ size là tiếp giùm em. 6593 là mã sản phẩm em Ngọc đang mang trên người đây các chị ơi. Nhìn phong dáng nha, em Ngọc cao 1m6 thôi các chị, và em đang mang size S cho mình. 6593 này hiện tại em Ngọc còn đầy đủ size S, M, L, XL và 2X cho các chị, từ 40kg đến 72kg các chị chốt đơn cùng em nha. Phong dáng thiết kế quá xinh các chị. Rồi em tư vấn chi tiết sản phẩm cho các chị thấy là cái mã sản phẩm của mình đẹp ở đâu ha. Phông dáng thiết kế em làm cho các chị cổ V, nhưng mà cổ V của mình khi cúi xuống không có bị hở phông dáng, và em đính cho các chị thêm một cái chiếc nơ xinh xắn ở đằng trước. Mã nơ này nếu như chị nào không thích, các chị mình có thể là tháo rời ra dùm cho em cũng ok cho mã sản phẩm này. Và các chị nhìn thấy tay nhà em làm cho các chị đó chính là dáng tay bí, và dáng tay bí này thì ở bên trong có điện cho em nữa, nên là thứ nhất sản phẩm này của chúng ta nó rất là mềm và nó sẽ có độ cầu vai nhẹ cho các chị ấy, tạo cảm giác rất là thích đúng không cả nhà. Van tơ gân ánh kim. Rồi van tơ gân ánh kim là như thế nào em cho các chị xem nè. Van tơ gân bên em nó sẽ có sớ sọc như thế này các chị, vô tình là làm dáng người của mình gọn hơn rất là nhiều ha. Nó sẽ có sọc ánh kim trên cái nền vải của chúng ta nữa, nhẹ nhẹ giùm em. Và các chị thấy nè, bi này là bi ánh kim cho mọi người nè cả nhà. Đó, các chị thấy cái bi giùm em không, bi ánh kim giùm cho em nha, rất là độc đáo cho các chị. Cây vải này phải nói là nhà em gọi là nhập về rất là khó các chị ơi, để lên được một cái dòng vải cao cấp như thế này. Đây là một cái dòng vải lạ và mới nhất tại phái em ơi, tính cho thời điểm hiện tại em lên cho các chị, đây là dòng vải lạ nhất mà em Ngọc vừa mới cập nhật luôn. Van tơ ánh kim và chấm bi cho các chị. Và các chị thấy là cái này là nó phối cho các chị đồng điệu hai cái họa tiết. Thứ nhất là họa tiết chấm bi giùm em, và cái thứ hai nữa đó chính là họa tiết vân vải của mình. Và cái thứ ba nữa các chị nhìn thấy giùm em nè, cái này là vợt loang màu như các chị ơi, và loang màu cái nền vải của mình. Các chị thấy loang màu đậm và loang màu nhạt trên nền vải luôn. Cái màu này nó sang lắm các chị, và cái màu này rất là gọn da nha mọi người, gọn dáng cho các chị và sáng da cho mình luôn. Mã sản phẩm 6593, các chị nào nghĩ chốt đơn cùng em nha. 6593 gạch ngang kèm số điện thoại cho em, em giữ đơn cho mình. Hôm nay may mắn còn đầy đủ 4-5 size S, M, L, XL và 2X. Hôm nay các chị 540.000 đồng em cộng hỗ trợ miễn phí ship cho mã sản phẩm này cho cả nhà mình ha. Phông ngang giùm em nè, em có phối túi cho các chị và bên trong có phối lót nữa các chị ạ. Cái vải này phải nói là mặc siêu mát cho các chị. Em test cái vải cho mọi người xem nè. Cái vải này thì em mang vay cho các chị phải nói là siêu mát. Các chị nhìn nè mọi người ơi, và em kéo cái phần vải của mình lên, các chị thấy cái lớp lót bên trong dày dặn không cả nhà. Lớp lót bên trong em làm cho các chị nhẹ, mịn, mát, nhưng mà độ che phủ tốt giùm em. Em làm lớp lót là toàn thân đầm cho các chị. Cái phần đầm này quá sang các chị ơi. Thiệt sự mà sản phẩm này các chị đi tiệc mà tiệc đêm giùm cho em á, là cực kỳ đẹp cả nhà. Và sản phẩm 6593 này các chị ơi, thường là tiệc các chị đi tiệc đêm giùm cho em là đẹp nhất có thể luôn. Tại vì cái vân ánh kim của em làm cho các chị là họa tiết bi như thế này. Các chị thấy nè, mã sản phẩm này rất là sang, cái màu này nó rất là lạ các chị. Đây là màu đầu tiên mà em thấy luôn á, tại vì bình thường chúng ta sẽ có màu xám, màu xanh chẳng hạn. Còn cái màu này sẽ là xanh xám ghi mà nó phối loang cho các chị và phối bi cho các chị ánh kim như thế này nữa. Lên form xinh lắm, và đặc biệt các chị, điểm cộng của em đầm này đó chính là ở cái phần eo. Ấy mọi người ơi, eo này thì em làm cho các chị là eo bản chung, nên là nó sẽ ôm fit vào cơ thể của các chị luôn. Và dáng eo em làm cho các chị dáng eo cao và thun thì sẽ là toàn cái thân eo của mình luôn. Các chị nhìn ngắm giùm em nè. 6593 kèm số điện thoại giùm em các chị ơi. 40kg đến 60kg, 540 em cộng cho mọi người hỗ trợ miễn phí ship mã sản phẩm này. Kiểm tra hàng trước khi thanh toán giùm em, tích lũy điểm cho đơn hàng thành công. Thành viên bạc giảm 10%, thành viên vàng em giảm 15%, thành viên kim cương em giảm 20%, đổi hàng trong vòng 5 ngày giùm em. Tham gia vòng quay may mắn hôm nay và ngày mai nữa là hết chương trình. Mua 2 sản phẩm tặng 1 sản phẩm, mua 4 sản phẩm tặng 2 sản phẩm bất kỳ cho các chị. Và hôm nay các chị mua 1 sản phẩm thì em có cho các chị một vòng quay may mắn quay là trúng, có thể lên đến là 100 đến 150.000 trừ trực tiếp vào sản phẩm giùm em. Rồi bây giờ các chị ơi, chị nào mới vô cho em Ngọc xin một cái dấu chấm tương tác comment để em thấy tín hiệu của mình nha. Chị nào ghé mà sản phẩm này chốt đơn liền cùng em đi cả nhà, để là một hai bữa nữa là lẽ sai á. Các chị ưng ấy thì chốt đơn cùng em. Dạ rồi, rất đẹp, em cảm ơn chị Trang Lương nè. Em chào chị Trần Hương, đẹp quá, đẹp đúng chị Trà Giang ơi. Đẹp quá chị Thi Tài Nguyễn cũng khen đẹp mọi người. Chị Hoàng Dậu em chào mình nha.
chị nấu ý mã sản phẩm này chốt đơn hàng liền các chị. Thật sự cái form này em rất là thích luôn. Bữa trước mới thấy Ngân thử mẫu là đã mê mặt sản phẩm này rồi các chị. Hôm nay em lên cho các chị mã sản phẩm này, thật sự lên form nó đẹp kinh khủng khiếp luôn. Treo khuyết điểm phần tay dùm cho em rồi, phần eo zip gọn cho các chị. Và đặc biệt nè, cái dáng hông của mình, cái dáng bụng treo khuyết điểm tốt dùm cho em nha. Phần chân của chúng ta cũng vậy nữa. Em cao có 1m6 nè, các chị thấy cái dáng đầm của mình không? Nó thoải mái, nó lạ lướt các chị ơi. Cái màu này cũng lạ so với những cái phiên bản màu mà em lên cho các chị. 6593 kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Em giữ đơn và đi đơn hàng sớm cho mình nha. 40kg đến 72kg chốt đơn các chị. Đây em cho các chị xem cái họa tiết lại nè. Em mê lắm lắm luôn mọi người. Các chị phối giùm em cái túi. Đây cả nhà, các chị phối giùm em cái túi và cái mắt kính. Các chị đi tiệc xinh lắm. Đi tiệc, đi làm giùm cho em, thoải mái cho mã sản phẩm này. Vàng tơ gân ánh kim cho em Ngọc. Rồi các chị nhìn giùm em nè, cái vân vải sang các chị. Vân vải này thực sự nhà em lên cho các chị rất là sang luôn. Ở bên trong có lót nè, em lót toàn thân đầm, đồng màu với sản phẩm của mình luôn. Nên là cái sản phẩm của mình rất là đẳng cấp và sang mọi người ơi. Thực sự cái mã sản phẩm này em gọi là đẳng cấp và sang cho các chị á. Cái form này chắc chắn rằng là họa tiết hoa các chị có rồi. Nhưng mà những cái họa tiết mà kiểu như là van tơ gân mà phối cho các chị bi ánh kim kèm với là cái vân vải loan như thế này thì chắc chắn rằng là các chị chưa có trong tủ đồ của mình đâu. Form này sang lắm mọi người ơi. Ở bên ngoài nó còn đẹp hơn ở trên like nhiều nữa. Em khen đẹp các chị phải tin em nha cả nhà. Các chị cứ kiểm tra hàng trước khi thanh toán dùm cho em Ngọc đi. Hiện tại em đang còn đầy đủ size. Mã sản phẩm này tuy là mã sản phẩm mới nhưng mà em chốt tầm chỉ có 25 chiếc cho các chị thôi. Em không chốt nhiều mã sản phẩm này cho mọi người nha. Tại vì siêu phẩm của chúng ta phải chia ra cửa hàng cho cửa hàng có thể là các chị ghé tới cửa hàng để có vô mà mang nữa. Chứ là em không thể nào bán hết trên like được cả chị. Nhớ 25 chiếc thôi. Chị đồng ý chốt đơn cùng em 6593 và kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment nha. Khách hàng VIP ngày hôm nay các chị ơi, mình có cơ hội tham gia một vòng quay may mắn trúng một chỉ vàng SCG 4 số 9 dùm cho em luôn nha. Có chị nào mới vô không cả nhà? Chị nào mới vô chấm cho em Ngọc xin một cái dấu chấm tương tác comment để em gửi lời chào đến tất cả các chị nha. Lên đơn cùng em ạ, sản phẩm này 6593 kèm số điện thoại. Form đẹp, dáng đẹp quá các chị. Form dáng này nó mềm và nó mịn, nó rũ, nó thoải mái lắm kẹp. Lên form rất là sang luôn các chị. Vải này thì giặt máy giặt tay thoải mái giùm em. Các chị, chất liệu vải này nhà em thật sự nhập rất là khó luôn. Mọi người nhìn cái vân vải giùm em nè cả nhà ơi. Vân vải cực kỳ xinh luôn. Cái sản phẩm này em phải công nhận đẹp nha các chị. Mọi người có công nhận với em không? Chứ cái sản phẩm này là em khen đẹp thật sự mọi người ơi. Nó đẹp lắm luôn. Em ưng nhất là cái vân vải các chị. Cái vân vải này rất là sang luôn. Các chị đi tìm đâu mà có một cái vân vải này. Và em chắc chắn là chị có váy em y mới có màu sắc này, mới có chất liệu vải này và có cái họa tiết hoa văn như thế này cho các chị. Đây là họa tiết độc quyền rồi. Em lên với mức giá chỉ có 540.000 đồng thôi và hỗ trợ cho các chị miễn phí ship, trong khi các chị phải mua những cái sản phẩm này với dòng chất liệu van tơ gân thôi. Em chưa tính tới cái họa tiết độc quyền bên em. Các chị mua những sản phẩm này cũng phải tầm 800-900 nghìn cho một mã sản phẩm. 6593 kèm số điện thoại giùm em, 40kg đến 72kg các chị. Đẹp lắm cả nhà, các chị chậm nữa là lẽ sai ấy. Tại vì á, khi mà một cái mã sản phẩm lên á, em Ngọc và em Ngân lên cho các chị một highlight đầu là bắt đầu lẽ sai rồi. Đó, nên là các chị phải tranh thủ giùm em. Tranh thủ chốt đơn có một cái em đầm mới mà ngại gì các chị ơi. Cái nào cũng đẹp. Dạ, chào chị Nguyễn An, chị Nguyễn Dương, chị Lê Thị Mỹ, chị Lê Nguyễn Thị Mỹ nè, chị Mai Nguyên, em thấy mình luôn nha, chị Nguyễn Dung nè. Cái nào cũng đẹp chị Lê Diệu, mà sản phẩm nào cũng đẹp các chị ha. Nhưng mà không sao ấy, mọi người, nói chung là cái nhu cầu làm đẹp của chị em mình càng ngày càng cao các chị. Dù là ở độ tuổi nào thì em nghĩ rằng là chúng ta cũng phải tô điểm cho thanh xuân của mình thật sang trọng mọi người ơi. Em đầm này vừa sang vừa đẹp cho các chị nổi mang rất là gọn gàng. Ví dụ như bình thường các chị, mình có những cái mã màu đen sẵn ở nhà rồi, không tin học nói tại vì màu đó là màu quốc dân rồi. Bây giờ chúng ta có một cái gam màu lạ hơn, sang hơn, vẫn đảm bảo đồ gọn gàng cho các chị. Nhưng mà cái vân vải các chị thấy sang không? Em đảm bảo luôn các chị mang cái mã sản phẩm này ra ngoài là người ta hỏi liền. Thật sự em là gọi là em chỉ thấy là treo trên cái xào đồ hồi nãy em chưa mang các chị, là em lại là em coi cái mã sản phẩm này là mã sản phẩm gì, tự nhiên đưa cho mang là cảm thấy khoái liền các chị, mê liền cho mã sản phẩm 6593 này luôn. Em có hai túi hai bên cho các chị và đặc biệt cái form dáng này có cái phần eo chung cho các chị nữa nè, nên là em bao form cho mọi người luôn. Thứ nhất
nhất không cấn cái bụng của mình. Cái thứ hai, các chị ăn no một xíu cũng không sao. Thứ ba nữa các chị, bây giờ mình có tăng cân một xíu và cho mặt sản phẩm 6593 cũng thoải mái luôn cả nhà. Cái phơm tay nó sẽ là một cái phơm tay vừa phải. Em làm cho các chị cánh tay bí không phải là quá lố. Nó vừa vặn các chị, nó vừa vặn cho cái phần cầu vai chiếc ly này, nó vừa vặn cho cái phần xòe xòe đang tí thôi. Nó không có làm lố lăn cho mọi người. Đôi khi phồng quá các chị ngại, nhưng mà cái phơm dáng em làm vừa phải nha. Lót toàn thân đầm từ phần ngực áo cho tới phần chân váy luôn. Và em lót cả phần tay cho các chị. Đó, 6593 kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment nha các chị ha. 40kg đến 72kg chốt đơn cùng em. Phơm quá sang các chị ơi, thiệt sự là cái phơm này quá sang nha, quá đỉnh cao luôn. Nó đẹp, nó sang mà nó lạ mắt đó các chị. Lên phơm xinh lắm luôn, các chị nhìn giùm em nè. Em cúi người xuống không có bị hở phơm cho mình đâu nha. Chị đồng ý chốt đơn hàng liền để lẻ size. Em chốt chỉ tầm có 25 chiếc, vậy là mỗi size em chỉ chốt tầm có 5 chiếc cho các chị thôi mọi người ơi. Còn dành cho các chị ghé cửa hàng mình mua nữa. Nhưng mà ở đây em sẽ ưu tiên cho mình kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Em ưu tiên miễn phí ship cho các chị. Em ưu tiên tích lũy điểm cho đơn hàng thành công. Thành viên bạc giảm 10%, thành viên vàng giảm 15%, thành viên kim cương giảm 20% cho các chị đổi hàng trong vòng 5 ngày nếu sản phẩm có bất kỳ sai sót giùm em. Vòng quay may mắn nha các chị ơi. Hôm nay chúng ta có cơ hội nhận voucher lên đến 150.000 đồng. Các chị có thể là trừ trực tiếp vào sản phẩm giùm em cũng ok luôn nha. Mua một sản phẩm thì được voucher nè, mua hai sản phẩm tặng một sản phẩm bất kỳ, mua bốn sản phẩm em tặng cho các chị hai sản phẩm bất kỳ các chị. Vanter gân ánh kim rất là sang trọng cho các chị rồi. Ưng ý chốt đơn hàng liền để không thôi bỏ lỡ cơ hội này tiếc lắm các chị ơi. 540.000 giùm em. Lên đơn với cú pháp đặt hàng em giữ đơn và đi đơn hàng sớm cho mình luôn. Trễ nhất là sáng ngày mai nhân viên nhà em sẽ gọi điện tư vấn về size số cho các chị. Miễn rằng là trong 40kg đến 72kg chốt đơn SML XL 2X giùm em nha mọi người nhé. Lên phong xinh lắm các chị ơi. Nghiện em ơi. Rồi ok, cảm ơn chị Tâm Vũ rất là nhiều. Có màu khác hay không chị Đăng Giang ơi? Em lên cho các chị đúng một màu thôi. Cây vải này lên đúng một màu các chị. Các chị nào khách quê, khách VIP của bên em, các khách hàng gọi là tri ân tri kỷ bên em rồi, các chị sẽ nhận thấy một điều là váy em lên cho các chị đúng một màu thôi. Em không lên màu thứ hai cho mình. Tại vì cái tính độc quyền của sản phẩm là em về cho các chị cái cây vải mà ưng nhất. Em lên cho các chị một cái cây vải này, lên cho các chị là 5-7 thiết kế, chứ không phải là em lên một thiết kế cho mình đâu. Xong rồi đó, 5-7 thiết kế đó lựa chọn ra một cái mã thiết kế đẹp nhất, phiên bản đúng nhất, phù hợp nhất và sang nhất, em sẽ lên thiết kế đó. Còn vài cái thiết kế kia phải nói là gạt bỏ luôn, không lên cho các chị. Em lên đúng một mẫu, đúng một màu như thế này. Em lên hẳn 5 size cho các chị SML, XL và 2X cho mọi người. Đẹp các chị ha, size cho mọi người. Cho em xin một cái feedback về cái mã sản phẩm này đi. 6593 kèm số điện thoại dùm cho em Ngọc. 540.000 dùm em. Em càng nhìn em càng thấy đẹp cho mã sản phẩm này nha các chị. Cái họa tiết thật sự nó rất là sang mọi người ơi. Các chị nhận hàng về đi, các chị sẽ cảm nhận là những điều em Ngọc nói có đúng hay không. Tại vì á, trên live này là cái camera của em bị ăn gian cái vải của mình rồi nè, chứ ở ngoài nó đẹp hơn rất rất là nhiều các chị. Màu sắc sản phẩm em zoom lên cho mọi người xem. Đó, các chị thấy cái vân vải sọc không? Bi này sẽ là bi ánh kim dùm cho em nha. Bi rất là đều các chị. Đây, từng đường đều dùm cho em luôn. Và họa tiết thiết kế của mình, thứ nhất là họa tiết loang màu ẩn và loang màu hiện cho em luôn. Lên phơm sang lắm. Em thích nhất là cái dáng eo. Cái dáng eo này là các chị thích. Tại vì sao? Dáng eo chung cho các chị khỏi, nói chung là khỏi mắc công vải lờ lo lắng là có fit phơm eo hay không, rồi mỏng xíu, rồi tăng cân xíu, rồi ốm xíu, lại có fit phơm dáng cho các chị hay không. Thì cái phơm dáng này fit phơm fit dáng dùm cho em luôn. Đằng sau này các chị, phơm đằng sau dùm em cái cổ đó mọi người. Lên phơm cực kỳ xinh cho các chị. Ưng ý chốt đơn hàng liền đi để lẻ size tiếp cả nhà. Em Ngọc và em Ngân lên cho các chị tầm 1-2 like là bắt đầu lẻ size rồi. Tại vì các chị biết là số lượng của mình á, em may cho các chị một cái mã sản phẩm này cây vải về là tầm 150 đến cho 200 chiếc thôi. Mà chia ra 5 size thì mỗi size chỉ có là tầm là 10 chiếc cho các chị. Chia ra bao chi nhánh cửa hàng để dành cho các chị. Mình ghé cửa hàng mình thử nữa rồi em lên like nữa. Và nếu như mà em chốt hết thì làm sao mà cửa hàng bán được các chị. Nên là các chị cứ lên đơn cùng em. Em chào chị Kim Loan. Chị nào mới vô like chấm cho em Ngọc xin một cái dấu chấm tương tác comment nha cả nhà.
Chị nào mới vô like cho em xin một cái dấu chấm tương tác comment đi chấm bài giùm em cái chị ơi, để tránh cái trường hợp bị ẩn tương tác comment đấy cả nhà. Nên là các chị cứ chấm bài nhiệt tình giùm em cũng được, các chị cho em xin một cái feedback cũng được cả nhà, chứ không cần nhất thiết là chúng ta phải mua hàng giùm em đâu cả nhà ơi. Nhưng mà đẹp là phải mua nha các chị, đẹp là các chị sở hữu liền giùm em. Cái họa tiết này thực sự nó rất là sang mọi người, nó đẹp lắm lắm luôn các chị. Thử một lần mọi người ơi, 540.000 6593. Thật sự các chị lên một cái mã sản phẩm em đứng đẹp như thế này rồi các chị gọi là kiềm chế được hàng cả nhà. Dạ em chào chị Thúy Hưởng, mã sản phẩm 6593 nha. Hiện tại em đang còn đầy đủ 5 size. Dạ em chào chị Nguyễn Bé Ba. Hello tất cả các chị. Và là chấm cho em xin một chấm nha cả nhà. Các chị nào có chất liệu van tơ gân ánh kim bên em chưa? Mọi người có chị nào mình có chất liệu van tơ gân ánh kim bên em á, các chị cho em xin một cái feedback với các chị ơi. Mã sản phẩm này sẽ là 6593, hai bên có khối túi cho em nữa. 540 em cầu hỗ trợ miễn phí ship cho mình, cứ kiểm tra hàng trước khi thanh toán thoải mái. Em ngọc cao có 1m6 thôi các chị. Đó mọi người thấy đó. Em cao đúng 1m6 thôi cả nhà, không gọi là không thêm không bớt cho các chị. Form dáng nó vừa phải, nó vừa vặn cho các chị luôn. Em chào chị Trịnh Hồng Thắng. Chị đang mới vô chấm bài giùm em nha cả nhà ơi. Nhớ chấm bài giùm em, hoặc là cho em xin feedback nếu có thể tag tên bạn bè của mình vào mua sản phẩm. Tại vì hôm nay mua hai sản phẩm, em tặng cho các chị một mã sản phẩm bất kỳ. Em chào chị Trần Hà nè. Mua 4 sản phẩm em tặng cho các chị 2 sản phẩm bất kỳ. Mua 1 sản phẩm thì chúng ta sẽ có cơ hội nhận voucher lên đến 150.000, có thể trừ trực tiếp vào sản phẩm giùm em nha. Còn thành viên VIP các chị, hôm nay các chị có thể là tham gia vòng quay may mắn trúng chị Dàn 4 số 9 giùm em nha mọi người ơi. Nên là các chị cứ là lên đơn để chúng ta có cơ hội nha cả nhà. Rồi bây giờ các chị nhìn ngắm lại mặt sản phẩm này, em phối cho các chị theo một cái phong cách là phối nón mắt kính, và các chị phối với một cái túi may nữa cho cả nhà này. Mã sản phẩm này dễ phối đồ lắm các chị ơi, dễ phối đồ, đi chơi cũng được, đi du lịch cũng được giùm em, picnic đồ các kiểu các chị. Mặc thường nhật cho mã sản phẩm này thì em nghĩ rằng á, là nếu như mà các chị mình mang kiểu như là chán rồi á, các chị lấy ra mình mang thường nhật. Tại vì cái dòng vải này thứ nhất là nó rất là mịn các chị, nó mịn, nó mát, nó không bị nhăn nhầu cho các chị. Và thời tiết này đang rất là nóng mọi người, em đang like mà em đang đứng đây, em chuẩn bị qua mẫu đấy các chị ơi, chuẩn bị qua mẫu đấy mọi người. Nên là các chị lên đơn cùng em mã sản phẩm này nha, chuẩn bị qua mẫu cho mã sản phẩm 6593 này. Bây giờ các chị nào còn ưng ý thì chốt đơn cùng em nha, 6593. Thời tiết mà bây giờ em đang like mọi người, em thấy cảm thấy rất là nóng. Nên đây là một cái họa tiết mà em nghĩ rằng là các chị nên có, cái dòng vải này các chị nên có giúp cho em nha mọi người. 6593, đẹp form, đẹp dáng, đẹp thiết kế các chị, màu đẹp kinh khủng khiếp luôn cả nhà. Em phối hai túi hai bên. Hôm nay với mức giá 540 em cộng hỗ trợ miễn phí ship cho mình nha. 540 một cái mức giá các chị thấy mềm không? Tại vì mức giá này 3-4 năm trước cho em vẫn lên cho các chị 540, mà 3-4 năm sau vẫn lên cho các chị 540, thì các chị thấy là vật giá leo thang là cái thứ nhất nè, cái tính thời đại của nó đi lên nè, nhưng mà nhà em vẫn giữ nguyên giá cho các chị. Thì mọi người thấy là váy em đi đã ưu ái của các chị rất là nhiều, trong khi những mặt sản phẩm mà dòng chất liệu Vanter gân ánh kim các chị mua ngoài 700, 800, 900, 1 triệu, thậm chí em thấy còn có những mã 1.650.000, 1.750.000 luôn á các chị. Mà các chị hôm nay mua có 540 thôi, 6593, chị nào thích chốt đơn cùng em nha. Em chuẩn bị qua bạn mới luôn á mọi người ơi. Chị nào mới chốt đơn cùng em 6593, tranh thủ để không thôi là lẽ sai đi các chị, tranh thủ giúp em, không thôi là lẽ sai cho 6593 cả nhà ơi. Form quá đẹp các chị, xuất sắc. Mà sản phẩm này các chị mình cứ thử mình mang đi, em đảm bảo các chị là về thế nào cũng sẽ có người hỏi nha cả nhà. Thế nào cũng sẽ có người hỏi các chị là cái đồng này mua ở đâu, các chị nhớ chỉ ra váy em y giùm em nha cả nhà nhớ. 6593, 5 size 40kg 72kg, chốt đơn hàng liền các chị. Em chuẩn bị qua mẫu các chị ơi, đúng 1 phút cuối cùng nữa em qua mẫu mới cho cả nhà đấy. Nên chị nào không ý thì chốt đơn cùng em 6593 gạch ngang kèm xuyết tài. Em giữ đơn và đi đơn hàng sớm cho mọi người, các chị được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Và em miễn phí ship cho mã sản phẩm 6593 này các chị, tranh thủ chốt đơn nha cả nhà ơi. Chị nào thiếu số điện thoại để lại ngay giùm em số điện thoại. Dạ rồi, em thấy chị Thúy Hường, em thấy chị Nữ Ngọc nè, các chị chưa bỏ lại số điện thoại thì bỏ lại số điện thoại giùm em nha. 540.000 đồng 6593, giá quá tốt các chị. Mình nhìn giùm em nè cái họa tiết, thật sự em khen cái họa tiết này các chị ơi. Nhiều khi ở trên live á, em zoom như thế này các chị sẽ không thấy, gọi là các chị thấy cái rõ cái vân vải và cái màu sắc của sản phẩm rồi, nhưng mà em thấy cái camera này nó vẫn ăn gian cái độ đẹp của em đồng này các chị. Thiệt sự ở ngoài nó sang và nó đẹp kinh khủng khiếp luôn mọi người ơi. Đó các chị nhìn cái phân dáng giùm cho em nè,
lên Phương xin hôn và đặc biệt là Phương Ngang. Mình đi tiệc đêm nha, mã sản phẩm này các chị đi tiệc đêm, đi nhảy đồng, đi gặp gỡ bạn bè. Đó các chị đi cà phê cuối tuần, mang những mã sản phẩm này thực sự các chị bước đi thu hút mọi ánh nhìn dành cho mã sản phẩm này luôn. Em nói thật luôn, mã sản phẩm này nó đẹp lắm cả nhà ơi. Nó đẹp từ cái vân, gọi là cái vân nhu ánh kim này nè mọi người. Đó, cái bi ánh kim này giùm em nè. Nó sáng và nó sang lắm. Các chị ưng ý thì chốt đơn hàng liền nha. Em đang còn 5 size cho các chị luôn, tranh thủ chứ không thôi lẽ size bữa sau là tiếc. Ví dụ bây giờ còn L, còn XL và có cả 2XL luôn chốt đơn. Tại vì ba size này là ba cái size dễ lẻ size nhất luôn các chị ơi. 6593 gạch ngang gạch xuyên tài. Rồi các chị 30 giây cuối cùng các chị lên đơn mã sản phẩm này và em qua mã mới. 6593 kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment giùm cho em Ngọc nha. Chị nào mới vô chấm cho em xin một cái dấu chấm tương tác comment cả nhà ơi. Có chị nào mới vô không chấm cho em xin một cái dấu chấm tương tác comment để em thấy tín hiệu của mình nha. Chị nào nghĩ 6593 gạch ngang gạch xuyên tài giùm em để em qua tiếp tục một cái siêu phẩm mới cho các chị luôn. Bây giờ các chị chấm bài giùm em đi các chị. Chị nào mới vô chấm cho em xin một chấm nè. Nếu có thể mình tag tên bạn bè của mình vào, mình có thể là chia sẻ livestream này cùng em, có thể là tag tên bạn bè của mình vào và đồng hành cùng với em Ngọc và em Ngân ngày hôm nay nha. Rồi ok, 10 giây cuối cùng qua mã mới cho 6593. Hôm nay em thấy là các mã sản phẩm này nếu như các chị không chốt là tiếc cùng em á mọi người. Tại cửa hàng em gọi là, đây là mã em vừa lên sóng luôn, cửa hàng là vừa treo các chị. Cửa hàng là vừa treo luôn. Nếu như mà chị nào có thời gian mình ra cửa hàng mình chốt luôn, chốt liền giùm em tại cửa hàng. Nếu không là qua vài ngày nữa là tính lẻ size của nó rất là cao. Tại vì em lên cho các chị là bộ sập mới liên tục luôn các chị. Và những cái mã sản phẩm này khi lên kệ cho các chị rồi em chốt hết là không quay về nữa, không lên cho các chị mã sản phẩm này nữa. Tại vì tìm đâu một cái thiết kế như thế này các chị, cây vải của mình cũng có giới hạn thôi à, chứ em đâu có thể nào mà về lại cây vải này. Và nếu muốn đợi về cây vải này phải nói rất là lâu. Cơ bản là về cây vải này cũng đã lâu rồi, mà các chị đợi là hết hàng mã sản phẩm này rồi về lại một lần nữa cho các chị chắc là có thể là cả năm sau mới có các chị. 6593 kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Dạ rồi, em cảm ơn chị Kim Loan đã thả tim nè. Rồi bây giờ các chị chấm cho em một chấm đi, em chuẩn bị qua báo mới cho mọi người luôn. Rồi ok, thấy chị Kim Loan, chị Thương Nguyễn, chị Đỗ Thu Hồng, chị Trang Lê. Chị nào mới vô thì chấm cho em xin một chấm để em giới thiệu nhanh cái mã sản phẩm này cho mình và em qua mã mới luôn nha mọi người. 6593 là mã sản phẩm em Ngọc đang mang với dòng chất liệu van tơ gân ánh kim các chị, rất là đẹp. Em làm cho các chị họa tiết là bi nổi và họa tiết cho các chị đó là loan màu. Các chị thấy loan màu của mình sang không? Phân dáng A xòe nhẹ giùm em, cổ tiêm basic, đằng trước có phối nơ cho các chị, tay bí nhẹ nhàng, lót toàn thân đầm, lưng chung cho cả nhà, hai bên có phối túi cho các chị nữa. Lên phân xinh, màu rất là trắng da nha. Màu này gọn dáng và trắng da, không bị kén dáng, kén da nha các chị ơi. Mã sản phẩm này em cam kết với các chị, thứ nhất không bị kén dáng và thứ hai không bị kén da giùm cho em. 6593 hôm nay các chị sẽ được mua với mức giá 540.000 đồng. Em miễn phí ship cho mình được không các chị ơi? 5 size 40kg đến 72kg chốt đơn. Nha các chị, phom dáng coi một lần nữa giùm em. Họa tiết này thật sự nó rất là sang, sang kinh khủng khiếp luôn mọi người. Em biết rằng là các chị có những họa tiết hoa rồi, bây giờ mình thay đổi đi các chị. Vừa sang vừa đẳng cấp cho mã sản phẩm này. Cái họa tiết nó lạ mắt hơn rất rất là nhiều luôn. Hoa có nhiều rồi, bây giờ các chị thay đổi cái mã sản phẩm này là ok, là ổn áp giùm em. Em thấy đẹp, thấy ổn cho mã sản phẩm này các chị ơi. Hai túi hai bên giùm cho em nữa như thế này. Phơm dáng cổ thì nó sẽ không bị hở phơm nữa. Rồi các chị, 6593 em chuẩn bị qua mã mới. 6593 540 em cộng hỗ trợ miễn phí ship cho mình nha. Đổi hàng trong vòng là 5 ngày nếu sản phẩm có bất kỳ sai sót. Rồi bây giờ các chị ơi, bây giờ mình vào like, mình giữ like dùm cho em nè. Em chuẩn bị qua cho các chị thêm một cái mã sản phẩm nữa. Còn chị nào ý mã sản phẩm em đang mang thì phải chốt đơn hàng liền nha mọi người. Chị nào ý mã sản phẩm em đang mang phải chốt đơn hàng liền nha. 540 các chị, một cái phom đồng thiết kế cao cấp thật sự. Cái vải này nhà em phải nói là rất rất là tâm đắc á. Nhập về phải nói là chờ đợi, gọi là trong cái trạng thái háo hức khi lên cây vải này luôn các chị. Các chị nhận hàng về đi, các chị sẽ cảm thấy giống y chang lời em nói các chị ơi. Cái vải nó xinh kinh khủng và cái màu này nó rất là lạ và độc đáo cho các chị. Tin em mà sản phẩm này đẹp nha các chị ha. Độc quyền, nhìn là các chị thấy, nhìn cái phom vải là thấy độc quyền liền mọi người ơi. Và điểm cộng của em đồng này đó chính là cái phom chung.
Cái chị Phương Trung là dễ mặt nhất hề mặt trời rồi các chị ơi. Phương Trung dễ mang lắm cả nhà ơi, lại che khuyết điểm phần bụng dưới giùm cho em nữa. 6593 kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Tầm 10 giây nữa em qua mã mới, các chị chấm cho em xin một chấm đi để em thấy tín hiệu của mình nha cả nhà. Rồi bây giờ các chị chấm bài cho em. Các chị ơi, bây giờ cố gắng là hỗ trợ em Ngọc là chấm bài dành cho mã sản phẩm này ha. Em tiến hành qua mã sản phẩm mới cho các chị luôn. 6593 các chị quá đẹp mọi người ơi. Các chị không chốt là tiếc lắm á mọi người. Cái cây vải này thực sự em tâm đắc đến mức mà nói chung là gọi là cửa hàng em nè, mọi người khi treo sản phẩm này lên cũng thích. Em đang chờ cho các chị mã sản phẩm này em lên hình. Em chờ khi mà lên form cho các chị để tư vấn cho các chị. Mã sản phẩm này thiệt sự đẹp lắm cả nhà, thử một lần trải nghiệm đi. Các chị mã sản phẩm này nó độc lắm, độc và lạ cho các chị. Mình ra mình mua ở ngoài không có bao giờ mà đụng hàng cả. Các chị ra mặc mã sản phẩm này ra ngoài đường chỉ có các chị thôi. Và mọi người phải ngước nhìn mình hỏi cái mã sản phẩm này mua ở đâu. Nó độc đáo ở cái vân vải, nó độc đáo ở cái cách loang màu và độc đáo ở cái chỗ đó chính là cái chấm bi của mình các chị. 6593 gạch ngang kèm số điện thoại giùm em. 540 em có 5 size 40kg đến 72kg. Chốt đơn để em chuẩn bị qua mã mới các chị ơi. Cái phiên bản nó đẹp đến mức mà em gọi là không nở qua mã luôn các chị. Em sợ là cái chị nào mới vô mà mình chưa chốt được á, em phải gọi là nán lại vài giây cho các chị luôn á cả nhà ơi. Xinh lắm, sang lắm. Thử giùm em chất liệu vải này thì không bị nhăn nhầu, mình vò cỡ nào cũng không bị nhăn nhầu. Và đặc biệt là van tư vân bên em mang rất là mát, cân mọi thời tiết cho các chị. Thời tiết bây giờ nó nóng lắm các chị ơi, lựa chọn một sản phẩm nào để thoáng. Và tự nhiên cái đang nóng dậy đổ một cái cơn mưa thất thường các chị. Cái không khí nó rất là ẩm và rất là khó chịu. Nên là chúng ta phải mang một cái mặt sản phẩm mà kiểu là nó thoáng mà nó mau khô các chị. 6593 gạch ngang kèm xuyên phải giùm em. Em giữ đơn cho mình với mức giá là 540. Em cộng hỗ trợ miễn phí ship cho các chị. Tranh thủ nha để lẻ size mọi người. Mặt sản phẩm em dễ dàng lẻ size lắm các chị. Em rất là dễ lẻ size XL và 2X. Nên là các chị tranh thủ. Chị nào đang trong tầm size XL và 2X, mặt sản phẩm này thực sự em khuyến khích các chị mang đi đâu đẹp không các chị ơi. Mà sản phẩm này thực sự các chị đi tiệc đêm rất là sang. Đi tiệc đêm chị nào mà mình đi nhảy đồng á các chị, mua những mà sản phẩm này thực sự nó rất là lạ lướt mọi người. Nó đẹp và nó thoải mái vô cùng luôn, nó sang cho các chị. Đó mọi người mua về tặng mẹ mình đi nhảy đồng, tặng chị em mình đi nhảy đồng rất là sang. 6593 kèm số điện thoại. Dạ rồi, em thấy comment của chị Nguyễn Nga rồi nhưng mà bổ sung giùm em số điện thoại chị Nguyễn Mến. Em thấy đơn hàng của mình, em thấy đơn hàng chị Phạm Huyền, chị Dinh, chị Dinh Dễ nè. Em thấy comment của chị Trịnh Hồng Thắng cho 6593 các chị ơi. Đẹp xuất sắc. Hôm nay các chị không mua sản phẩm này cùng em, bữa sau lẻ sai là các chị sẽ tiếc, em đảm bảo luôn. Tại vì em Ngọc và em Ngân lên đúng cho các chị 1-2 like là đã lẻ sai rồi các chị. Và số lượng em không có nhiều, mọi người chia ra 3 cửa hàng. Mà mỗi sai em có 10 chiếc, chia ra 3 cửa hàng em bán ở trên like cho các chị. Mà lên 1 like, 2 like thì các chị nghĩ cái số lượng, cái sai của mình còn không cả nhà. Em nói thật sự là vậy luôn á, các chị nào khách mình xem quen mình sẽ biết 1-2 like là lẽ sai rồi các chị ơi. Các chị cứ tối ngày lên hỏi em là em ơi mã sản phẩm này còn size lớn không, em báo là còn SML thôi các chị lại tiếc mọi người. Bây giờ còn 5 size các chị chốt liền giùm em đi. 6593 kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Phơm dáng sang, chất liệu độc quyền, họa tiết độc quyền bên em. Và họa tiết này cũng rất là lạ nữa, rất là đẹp các chị. 540 rẻ hơn nhiều so với những cái ren mà các chị thường thấy đó mọi người. Một cái phơm đầm chất lượng cao cấp như thế này mà các chị không chốt là tiếc quá chừng tiếc mọi người ơi. Các chị đi tiệc mình phối cho em một cái mắt kính, các chị đi du lịch mà sản phẩm này cũng đẹp nữa cả nhà. Phơm dáng cho chúng ta này, hai túi hai bên giùm em. Ai phơm ngang cho các chị. Điểm cộng của em đầm này phải nói là xuất sắc, đó chính là cái phần dáng eo. Đây là một cái phần dáng eo mà các chị luôn tìm kiếm luôn á mọi người ơi. Thay vì em lên cho các chị một cái phơm gì đó nó bình thường thôi, em lên cho các chị một cái dáng eo luôn chung như thế này. Đây là phiên bản mà tất cả các chị khách hàng luôn tìm kiếm và em cũng vậy á. Em rất là thích những cái mã sản phẩm ví dụ như là nó có luôn chung, các chị mặc thoải mái lắm. Mình ngồi xuống mình đứng lên nó cũng không có bị cấn nữa. Với lại các chị mang lâu nó cũng dễ chịu nữa các chị. Ăn no nè, đó mọi người. Tăng cân xíu cũng không sao. Và thậm chí mà sản phẩm này em nghĩ rằng á, chị nào bầu bì cũng có thể là bon trang các chị ơi. Mã sản phẩm 6593 dùm cho em. Ưng ý chốt đơn hàng liền. Em thích cái vân vải, rất là thích cái vân vải. Cái vải gọi là vải loang màu này thực sự nó rất là sang. Đây là một dòng trong những cái dòng chất liệu vải mà em
Thật sự em mê á các chị, em mê lắm luôn. Sản phẩm ở nhà em có những cái mã áo thun á các chị, loan màu như thế này nè, phối đồ rất là sang, kiểu nó thời thượng và nó thời trang cho các chị lắm, và đặc biệt là trẻ nữa các chị ơi. Mã sản phẩm 6593 kèm số điện thoại giùm em chuẩn bị qua mã mới luôn các chị. Nãy giờ là không nở qua các chị ơi. Rồi bây giờ là em chuẩn bị qua mã mới. Bây giờ các chị chấm cho em xin một chấm tương tác comment đi. Đẩy view cao cao hơn xíu em qua cho các chị một cái mã sản phẩm tiếp theo nha cả nhà mình ơi. Chị nào mới vô đâu ạ, cho em xin một cái dấu chấm tương tác được không các chị? Chị nào mới vô like cho em Ngọc xin một cái dấu chấm tương tác comment thôi. Bây giờ các chị chấm cho em xin một chấm để em chuẩn bị qua mã mới. Còn mã sản phẩm em đang mang, chị nào mới vô thì nếu như các chị có nhu cầu mình hỏi lại, mình comment giùm cho em là khách mới vô nha các chị. Mình comment giùm em là mới vô á mọi người ơi. Đó, comment giùm em là chữ KM là khách mới để em biết có thể là tương tác cho các chị nha cả nhà. Còn bây giờ thì các chị ưng ý chốt đơn của em 6593, em chuẩn bị qua mã mới luôn cả nhà ơi. 6593 đẹp các chị, em có một màu thôi chị Trần Thủy ơi, đúng một cái màu đẹp như thế này luôn mọi người ơi, chưa chắc là em lên một cái gam màu nữa mà nó đẹp bằng gam màu này đâu các chị. Phiên bản này em đã tính toán hết rồi, với em đã tính toán hết cho các chị từng đường may, từng số vải, từng đường kim mũi chỉ, từng thiết kế cho các chị rồi, lên cho các chị một cái gam màu khác chưa chắc đẹp như gam màu này đâu đó mọi người, chứ không phải là tự nhiên mà lên cho các chị một cái thiết kế như vậy em lại làm cho các chị cái màu này đâu. Ví dụ như lên cho các chị một cái thiết kế khác đi, em sẽ làm màu khác, biết đâu thiết kế giống như thế này nhưng mà làm cái màu này thì nó lại sang, nhưng mà làm cái màu khác nó lại quê cái chị, nó lại không có đẹp đó mọi người. Nên là tùy cái tính chất, cái chất liệu vải, tùy cái họa tiết của cái sản phẩm của mình đó, mình lên cho các chị một cái gam màu này là hợp lý nhất nha cả nhà nhé. 6593 kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment giùm em. Rồi các chị bây giờ chấm cho em xin một chấm đi, em chuẩn bị chuyển mã cả nhà. Chấm cho em xin một cái dấu chấm tương tác comment, em chuẩn bị chuyển mã cho các chị. 194 chị đang xem live nè, buổi chiều ngày hôm nay các là các chị khá là bận nè nên là không có vào xem live nhiều như bình thường như em Ngọc, nhưng mà không sao các chị ơi, mình nắm lại để em lên những cái siêu phẩm cho mình nha. Chị nào ưng ý mã sản phẩm này rồi thì chốt đơn hàng liền để em qua mã mới. 6594 còn hay không em? 6594 thì cứ để lại giùm em số điện thoại, có gì nhân viên nhà em sẽ tư vấn sâu cho mình nha chị ha. Ok chưa? Rồi bây giờ Ngọc chuẩn bị qua mã mới các chị. Bây giờ chị chấm cho em, chấm bài cho em đi cả nhà. Rồi 212 chị em đang xem live rồi, chấm cho em mỗi chị một chấm thôi, em qua mã sản phẩm tiếp theo cho mình. Còn chị nào ưng ý mã sản phẩm này thì mã của chúng ta sẽ là 6593. Em đang còn đầy đủ cho các chị 5 size, từ size S cho tới size 2X, 40kg đến 72kg, chốt đơn cùng em với mức giá cho các chị 540. Em còn hỗ trợ miễn phí ship cho mã sản phẩm này, quá đẹp các chị. Kiểm tra hàng trước khi thanh toán, quan tơ gân ánh kim cho em, phơm dáng rất là đẹp, hai túi hai bên. Điểm cộng cho em đầu này đó chính là phần lưng chung, lên phơm đẹp không? Rồi nhìn giùm em cái số vải nè. Rồi các chị qua mã nha cả nhà, em qua mã. Em chưa thấy cái tín hiệu của mọi người, cho em một cái comment số 2 hoặc là chấm cho em một chấm các chị ơi. Rồi comment giùm em số 2, em mời Phượng Ngân lên cho các chị một cái mã sản phẩm nữa cả nhà. Ok.